Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của nhà Hút. Thì ngày hôm nay ông Hút bị bệnh mọi người, giống như kiểu là ông nó bị trúng thực á, đi ngoài rồi ra máu này, rồi xong rồi ói này cả ngày hôm nay luôn. Thì không ăn được gì hết, uống nước không thôi à. Đó. Thì bây giờ mình phải làm trà gừng cho ông uống để mà cái dạ dày nó ổn định hơn. Tại vì không ăn được gì hết luôn mọi người. Trong cái trà gừng á, thì sẽ có cái chất của gừng á, nó làm cho ấm bụng, rồi có đường á, thì cho cái chất đường vô là giống như là làm cho cái huyết áp nó điều hòa. Chứ cả ngày này ông không ăn gì hết. Hôm qua tụi mình đã chuẩn bị toàn bộ là nguyên liệu để làm bánh chưng, để ngày hôm nay hai tụi mình gói bánh chưng này mọi người, để chuẩn bị ăn Tết đó. Nhưng mà hôm nay ông lại bị bệnh, cho nên là cái video này thì mình sẽ gói bánh chưng một mình. Giờ thì mình sẽ làm trà gừng cho ông uống mọi người, để lo cho ông chồng trước kia đã, rồi mình sẽ làm bánh chưng sau ha. Gừng thì đây, nãy mình làm một ly cho ông rồi đó. Này, ông uống hết rồi. Ông nói là uống xong thấy nó đỡ hơn, giờ đòi làm lên nữa thì mình sẽ làm trà gừng. Rồi, để đưa vô cho ông uống này. Nằm trong phòng từ sáng đến giờ vẫn coi tivi được nha. Yeah babe. Mặt bơ phờ luôn mọi người. Good. Just hot. Be careful. Cho ông nằm rồi xem phim ấy, cho nó đỡ buồn. Rồi thì giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình sẽ làm bánh chưng nha mọi người. Tại vì không làm thì để ngày mai nó hư. Tính đợi chồng mình nhưng mà ổng mệt quá không làm. Thì đây mọi người ơi, nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết cả rồi này hả. Thì đây là gạo nếp này mọi người, dùng khoảng tầm 2,5 kg mọi người. Đây là đậu xanh đó. Đậu xanh thì mình dùng 400 g. Đây là thịt và mình đã ướp rồi, ướp với lại là tiêu rồi muối rồi hành rồi, là từng này là khoảng 600 g. Trong thịt này là mình ướp với lại là 5 gram muối. Còn trong này á là 3 gram muối. Còn nếp á là mình cho 20 gram muối mọi người. Đó, rồi thì bây giờ mình sẽ gói ha. Thì mình đã gói sẵn một cái đây rồi này. Đó, nãy mình có gói sẵn rồi. Mình sẽ gói bằng khuôn. Khuôn này là chồng mình tự làm. Hôm qua ảnh cặm cụi làm cho vợ này. Đó, dặn ảnh là làm cái ảnh tìm cái bìa cứng á, làm cho mình với kích thước là 16 cm, và cái này á chiều cao á là khoảng tầm 5 cm mọi người. Đây là lá chuối này, ở bên này gói là lá chuối không chứ không có lá dong đâu mọi người. Hơi khó hơn lá dong nhưng mà thôi, mình có gì thì mình dùng cái đó ha. Và mình sẽ gói bằng cái dây này, cũng không có cái dây mà dây tre, dây nứa gì đó như ở Việt Nam rồi, phải dùng cái dây này mọi người. Đó, thì giờ mình sẽ gói sơ qua một cái nhờ cho mọi người cùng coi, cho nó có không khí ha. Thì đây mọi người, cái lá thì mình sẽ lấy bằng với lại kích thước của cái khuôn này mọi người. Đó. Rồi thì mình sẽ gấp lại như thế này. Đây là cái mặt của nó nha. Đó. Mình gấp lại như thế này. Thành hình tam giác này, thêm một tam giác nữa. Mình sẽ cho cái mặt trong này ra ngoài nha, để cho nó đẹp á. Sau đó mình sẽ tẻ ra như thế này. Đó, mình sẽ được một cái lá như vậy và sẽ cho vô trong khuôn. Sau đó mình sẽ gấp cái phần này vào trong. Đó là mình đã được một góc rồi này mọi người. Đó. Vậy là mình đã được một góc rồi. Tiếp tục thì mình sẽ làm cái góc còn lại ha.
mình sẽ bỏ đối xứng với cái góc còn lại. Rồi mình sẽ cho một cái lớp lót phía dưới nữa mọi người. Tiếp theo là mình sẽ cắt cái lá nhỏ bằng từng này để bỏ vào bốn góc. Bây giờ thì mình sẽ cho hai cái lớp lá còn lại cho vào hai cái góc này này. Đó. Nãy là lớp đầu tiên á, hai cái lớp đầu tiên á là ngoài cùng, bây giờ là gọi là lớp lá trong á. Lớp lá trong thì mình lật cái mặt trong vô để cái mặt này nó tiếp xúc với lại gạo á thì gạo sẽ cho ra cái màu xanh nó đẹp hơn. Ok, vậy là mình đã xong cái phần lá, bây giờ thì mình sẽ cho phần nhân vô nha mọi người. Năm nay mình làm khá là nhiều nhân tại vì ảnh thích ăn nhân đó mọi người. Còn năm ngoái á, mình làm á, ít nhân quá. Mình cho một lớp gạo lên trên cùng. Cho một lớp lá lên trên. Mọi người ơi, tổng cộng mình gói được 3 cái bánh chưng mọi người. Đó. Mình gói thì không có được đẹp đâu, gọi là cho có lệ vậy thôi, để cho hai vợ chồng có bánh chưng ăn vậy thôi mọi người. Thì cuộc sống xa nhà mà ở trên đất người thì mình muốn tạo một cái gì đó có cái không khí ngày Tết á. Nên là mình làm bánh chưng, rất tiếc là ngày hôm nay chồng mình không làm cùng mình được. Thì ba cái bánh chưng này thì mình sẽ cho vào nồi Instant Pot và mình sẽ luộc nó trong vòng 2 tiếng đồng hồ nha mọi người. Mình đợi 2 tiếng đồng hồ nấu á, nấu xong rồi mình mới đi ngủ mọi người. Tại vì hiện tại bây giờ là 9 giờ tối rồi, 2 tiếng đồng hồ là khoảng tầm 11 giờ tối là bắt đầu mình sẽ đi ngủ luôn. Chồng mình thì đang gọi là tĩnh dưỡng ở trong phòng á, thì ngồi tâm sự với mọi người một xí. Thì Tết năm nay hai tụi mình không có về quê ăn Tết, tại vì là chưa có điều kiện để về. Thứ nhất là về công việc, thứ hai là thời gian, rồi tiền bạc nữa. Lần trước thì có một yếu tố nữa đó là về chuyện giấy tờ. Thì sau khi mình nhận được thẻ xanh rồi thì cũng khá là mừng. Và bây giờ chỉ còn 3 yếu tố nữa thôi, 3 yếu tố mình vừa mới kể đó. Thì nói tóm lại là tụi mình chưa có điều kiện để về. Cho những ai thắc mắc đó mọi người, Tết nhất đến nơi rồi, còn một tuần nữa đúng không? Ngày hôm nay là ở bên Mỹ là đây, mình có cái lịch này mọi người. Mình có cái lịch này là đi chợ Việt xong người ta cho mình. Thì ngày hôm nay ở Mỹ là ngày 17 mọi người. Còn ở Việt Nam có lẽ là ngày 18 rồi. Thì là 23, 24 Tết là cúng ngày cúng táo gì đó hả? Không biết, thì video này mình đăng lên là không biết là ngày mấy nữa. Nhưng mà ngày hôm nay ở bên Mỹ là ngày 17. Ngày 7, 17 dương á, là 23 âm á, là còn một tuần nữa là đến Tết rồi. Mà chồng mình thì lại bị bệnh như vậy. Ngày hôm nay là anh rất là muốn là vô cái video để mà làm bánh chưng, nhưng mà không ngờ là đã bị trúng thực. Thì mình hỏi anh là anh gì mà bị như vậy á, thì anh nói là sáng nay anh thịt giống như bacon đó mọi người, thịt bacon với lại là một ít bánh phô mai, rồi ăn trái cây thì ăn cam, có vậy thôi. Mà không biết sao mà bị trúng thực cả ngày luôn mọi người. Cái lá này này, lá chuối á, là chính anh nó tự mua ở chợ Việt rồi tự về và coi lại cái video mà năm ngoái hai tụi mình làm bánh chưng đó. Cái video đó là cũng chính chồng mình chỉ mình cách làm sao để gói bánh chưng.
đúng là năm ngoái đó, đó là lần đầu tiên trong đời mình gói bánh chưng luôn mọi người. Tại vì ở nhà mình nó là ba mẹ mình không có gói bánh chưng, mà đến ngày Tết là ba mẹ mình hay đặt của người khác về đó. Thì là năm ngoái là trải nghiệm gói bánh chưng hai vợ chồng, thì năm nay anh cũng mua tự mua lá về, còn nguyên liệu gạo đồ là mình chuẩn bị, riêng cái này là anh chuẩn bị này, rồi kể cả cái dây để cột cũng anh cũng chuẩn bị, và anh về rửa lá rồi lau lá rồi xong cắt cắt ra từng 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 lá một như vậy á, chuẩn bị từ ngày hôm qua đến giờ là ready cho ngày hôm nay làm video cho mọi người coi rồi đó. Bây giờ mình hy vọng là chồng mình sẽ khỏi bệnh nhanh. Cái lúc đau ốm như này thì mình mới cảm nhận được là người thân bên cạnh mình á là quan trọng đến mức độ như nào. Thì trước đây á mình á là người hay bị ốm, mọi người hay bị bệnh này kia lắm. Chồng mình thì rất là ít bị, lâu lâu thì bữa nay là lâu lắm rồi anh mới bị trúng thực này. Lần đầu tiên anh trúng thực á là ở Việt Nam, cái hồi đó là năm 2016. Anh ăn chè chuối mọi người, anh ghiền chè chuối lắm. Sau ăn mà ăn quá quá nhiều á, sau rồi ăn thêm bún bằng vịt nữa, hình như là có cái người ta không biết là cửa hàng người ta làm không có được vệ sinh, hay là do là cái món đó kết hợp với chè chuối nó không có được ok hay sao mà anh trúng thực, là đó là lần đầu tiên anh bị. Và kể từ năm 2016 cho đến giờ đây là lần thứ hai. Thì anh lâu lâu anh mới bị một lần. Còn mình là cái đứa mà hay ốm vặt đó, thì bình thường như vậy mà ở bên này có mình hai vợ chồng mình là, thì chỉ có chồng mình là người chăm sóc mình thôi, chỉ có chồng mình là người đi ra mua thuốc cho mình rồi bón cho mình từng thìa cháo rồi xong rồi lấy nước cho mình uống thuốc. Giờ anh đau thì chỉ có mình là người vợ chăm sóc anh. Dù có như thế nào á thì vợ mình và chồng mình là cái người mà gắn bó với mình suốt hết cái cuộc đời. Như bây giờ nha, như ba mẹ mình muốn chăm sóc mình cũng không được, tại vì xa quá mà đâu ai chăm sóc được đâu. Nên là mình phải trân quý những người bên cạnh mình, là vợ mình, chồng mình. Đó. Sau này mình có con có cái cũng vậy, con cái nó lớn đi rồi chỉ có hai vợ chồng già chăm sóc nhau mà thôi. Đó. Thấy anh nói quá trời luôn mọi người, rồi mình ngồi mình khóc luôn, mình không biết sao tự nhiên mình khóc luôn mọi người. Mình nhìn vậy chứ cũng khá là mít ướt, thấy cái gì mà cái gì đó nó kiểu giống như là xúc xúc động á, là mình dễ khóc lắm. Ngồi nãy giờ ngồi nói chuyện với mọi người mới được có vài phút thôi à, bây giờ ngồi đợi tiếp rồi ngồi đây trực chồng mình coi là anh có sốt không, thì bắt đầu là cho anh uống hạ sốt. Ngày mai không biết là anh có ổn hay không, hy vọng là sẽ ổn hơn. Mình đang tính nấu cháo gà mọi người mà hỏi anh không không chịu ăn, thì mới đem hai con gà ra rã đông đó rồi cứ nấu đi, rồi mai khỏe lại thì ăn, chứ phải ăn, không ăn là không 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 thể nằm trụ nổi được. Tại vì là trúng thực mà, là đi ra hết rồi, ói ra hết rồi, không còn gì trong người hết cả luôn mọi người. Bây giờ là đi toàn nước không à, mà cứ khoảng 15 phút là đi vô toilet một lần, khổ vậy ấy chứ. Đó, thì tâm sự sơ sơ qua cho mọi người nghe vậy thôi. Tết bên này buồn lắm, không có gì chơi đâu. Tết thì cũng đi làm như bình thường mà, Tết mình mà đâu phải Tết Tết người đâu. Cho nên là những cái người xa xứ như mình á, ta ngày đi làm tối về á, thì chỉ có một cái niềm vui đó là dành thời gian cho gia đình. Ai mà có con rồi thì cả hai vợ chồng mà dành thời gian cho con, còn chưa có con như tụi mình thì hai vợ chồng dành thời gian cho nhau. Bữa nay tâm sự hơi bị nhiều tại vì là hôm nay không có ăn. Mình xin lỗi thì mình sẽ ăn mì gói, chứ mình cũng không muốn ăn lắm á. Ảnh bị bệnh vậy rồi mình cũng thấy không muốn ăn gì luôn. Thực ra nếu mà một mình sống hồi mà còn sinh viên á, một mình sống á, mình ăn đơn giản lắm mọi người. Ăn nhưng mà có rau rồi xong có thịt, hoặc là có một khúc cá nhỏ nhỏ thôi, mình kho ăn cả tuần vậy đó. Bây giờ có thêm chồng mình nữa thì mình thích là hàng ngày nấu ăn cho chồng mình ăn. Thứ nhất á, là gắn kết giữa mình với chồng mình đó, nhiều hơn, tại vì cả ngày đâu gặp nhau đâu, tối về mới gặp nhau à. Thứ hai là anh ở nhà nó cũng đảm bảo hơn. Thứ ba nữa là làm video cho mọi người cùng xem chia sẻ, rồi ít nhất là ba mẹ mình ở nhà, người thân bạn bè mình ở nhà ở Việt Nam á xem, ngày nào cũng xem, nên là làm mình có thêm cái động lực á, mình làm cái video á, rồi xong mình tìm tòi ngày hôm nay ăn gì, ngày mai ăn gì kiểu vậy đó. Nó đơn giản thôi, cái cuộc sống của tụi mình thì nó cũng không có bon chen, mặc dù là sống ở một cái đất nước cũng khá là bon chen nó, nhưng mà
cái sống ở đâu cũng vậy thôi, là tự cái bản thân mình nó cảm thấy như thế nào, mình cảm thấy có hạnh phúc hay không, nó có cảm thấy là cái môi trường sống nó có phù hợp với mình hay không, mình tự tạo niềm vui cho mình thôi mọi người. Nếu tối ngày hôm nay với chồng mình mệt á thì mình cũng tự tạo niềm vui cho mình, tiếp tục làm cái video gói bánh chưng như đã dự kiến, thay mặt chồng mình là làm luôn phần của chồng mình luôn. Thì mong là ngày mai anh sẽ khỏi ha mọi người ha. Bây giờ mình sẽ ngồi đợi tiếp để vô mình coi ảnh có sốt không, là mình cho ảnh vài viên thuốc, rồi mình sẽ tiếp tục quay cảnh bánh chính nha mọi người. Rồi bánh chín đây rồi mọi người ơi. Trời ơi khuya rồi, 11 giờ rồi. Mình phải nói nhỏ không nói to, chồng mình dậy, anh ngủ rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ bỏ nó ra ngoài để cho nó nguội đi, rồi ngày mai mình sẽ ăn nha mọi người. Đây mọi người, mình đã vớt nó ra và để ở đây để cho nó nguội dần đi. Rồi ngày mai, ngày mốt hoặc là mốt kia nữa, từ giờ cho đến Tết là tụi mình sẽ chiên hết ba cái bánh chân này. Đi ngủ thôi. Chồng mình ăn ngủ rồi mọi người ơi. Không ăn được cái gì. Giờ ngủ mê mệt, uống thuốc vô là bây giờ ngủ thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi cái video ngày hôm nay của mình nha. Giờ thì mình sẽ đánh răng rửa mặt cái đã. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người video ngày mai nha. Hy vọng là ngày mai ông Hút sẽ khỏe. Bye bye mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành. Bye bye.